Đi chợ ở dưới quê nè mọi người, chợ ở đây là chợ Ba Càng, mà phải nói là đô thị mới Sông Phú. Đây là chỗ mẹ mình bán này, chỗ mẹ bán đây là sạp rau của mẹ nè. Nè, bông xoa đũa nè mọi người, bông xoa đũa này là rau cần, cái này là rau muống, rau nhút, lá dứa, cải trời, rau đắng, bí đỏ, cà chua, chanh, gừng, cóc, sả, đu đủ, bắp chuối, nhiều lắm. Nhiều lắm, mẹ mình bán bông súng nữa nè. Này là em trai của mình. Đây là mấy người bán ở gần. Còn mẹ mình thì đi mua đồ rồi. 8 lá.